Trong khuôn khổ triển lãm quân sự World Defense Show 2022 diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, hãng chế tạo John Crockerill của Bỉ đã giới thiệu một dòng phương tiện chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ mới với tên gọi Crockerill EX. Trong tên gọi của phương tiện chiến đấu tương lai này, chữ E là Interceptor, có nghĩa là đánh chặn, và chữ X là Modular, có nghĩa là module hóa. Nhà sản xuất John Crockerill giới thiệu, Crockerill EX là một định nghĩa mới về phương tiện chiến đấu hạng nhẹ với nhiều tính năng đặc biệt. Đầu tiên, phương tiện chiến đấu này được áp dụng thiết kế tàng hình từ vật liệu chế tạo, lớp sơn phủ và giảm thiểu bộc lộ tín hiệu hồng ngoại từ động cơ. Cùng với đó, xe sử dụng tháp pháo tự động hóa kết hợp giữa pháo bắn nhanh 30mm, súng phóng lựu 70mm và tên lửa chống tăng và súng máy đồng trục 7,62mm. Xạ thủ điều khiển sử dụng thiết bị thực tại ảo để tăng khả năng nhận diện tình huống và phản ứng tốt hơn với các tình huống chiến đấu. Nhờ hệ thống hỗ trợ quan sát đa kênh, xạ thủ có thể phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách tới 4,5 km trong điều kiện ban ngày và 3 km trong điều kiện đêm tối. Sử dụng cơ cấu 4x4 với động cơ diesel tăng áp 800 mã lực, hệ thống chuyển động chủ động 4 bánh giúp Crockerill EX có khả năng cơ động mạnh mẽ. Xe có thể đạt vận tốc 200 km/h trên đường, 160 km/h trên địa hình sa mạc và dự trữ hành trình khoảng 600 km. Xe Crockerill EX cũng được thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng không vận bằng trực thăng hoặc máy bay vận tải quân sự tiêu chuẩn NATO. Công nghệ tự động hóa hiện đại đã giúp giảm thành viên kíp lái còn 2 người, có thể phối hợp điều khiển để tăng khả năng chiến đấu tổng thể. Về cơ bản, Crockerill EX được thiết kế như kẻ đi săn, chủ động tìm kiếm mục tiêu, tung đòn tấn công phủ đầu, rồi nhanh chóng cơ động thoát ly trong tác chiến bất đối xứng.